Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Chương trình lần này có những tin tức quốc tế đáng chú ý sau. Tình hình chiến sự Đông Âu tiếp tục có diễn biến mới. Đáng chú ý là tại khu vực miền đông Ukraine, Soledar và Bakhmut vẫn là điểm nóng giao tranh khốc liệt. Mới đây, Ukraine đã nã tên lửa Grad vào quân đội Nga gần Bakhmut. Trong khi đó ở Soledar, kịch tính khoảnh khắc binh sĩ Ukraine sơ tán người bị thương giữa làn bom đạn. Ở một diễn biến khác, các tàu tuần dương mang tên lửa hành trình Kharbet của Nga vẫn trực chờ ở Biển Đen. Khi cuộc chiến ở Đông Âu kéo dài và chưa có dấu hiệu kết thúc, những nỗ lực thúc đẩy Moscow và Kiev chấm dứt xung đột luôn là mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng quốc tế. Giữa bối cảnh đó, vai trò của Mỹ là một lần nữa được nêu cao tại diễn đàn tranh luận. Trong đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang được xem là người duy nhất có đủ khả năng và tư cách để xử lý cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất ngừng bắn cục bộ ở Ukraine. Các tin tức nổi bật khác. Trước tình hình thế giới chia rẽ vì những khủng hoảng trong suốt những năm gần đây, Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo sự phân mảnh sẽ khiến kinh tế toàn cầu thiệt hại nặng nề. Nepal tổ chức quốc tang cho những nạn nhân thảm kịch rơi máy bay xảy ra mới đây. Trong phần cuối chương trình, đến Bulgaria tìm hiểu lễ hội xua đuổi tà ma đầu năm mới. Choáng ngợp, hội chợ lồng đèn lớn nhất thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc. Hạ Real Madrid, Barcelona đạt siêu cúp Tây Ban Nha. Gặp gỡ người đàn ông thu thập 25.000 nhật báo trong hơn 50 năm ở Gaza. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Thế giới hôm nay ngày 16 tháng 1. Như thường lệ, chương trình hôm nay mở đầu với những tin tức về diễn biến xung đột ở Đông Âu. Liên quan đến tình hình chiến sự ác liệt ở miền đông Ukraine, các vùng ngoại ô và khu định cư xung quanh chiến địa Bakhmut tiếp tục chứng kiến các màn giao tranh dữ dội giữa quân đội hai bên. Hôm 15 tháng 1, một lữ đoàn quân đội Ukraine cho biết họ đã bắn tên lửa Grad có từ thời Liên Xô về phía lực lượng Moscow. Một binh sĩ có bí danh là Johan nói với Reuters rằng khi quân Nga tiếp cận các vị trí của Ukraine, lữ đoàn bộ binh 57 của Anh đã nã tên lửa Grad vào đối phương. Johan nói, chúng tôi không cho phép họ làm điều này. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để hỗ trợ bộ binh. Tôi nghĩ với sự giúp đỡ của Chúa, Ukraine sẽ giành chiến thắng. Sau nhiều tháng không giành được quyền kiểm soát Bakhmut, quân đội Nga đã dồn lực tấn công vào một số thị trấn xung quanh như Soledar là một ví dụ điển hình. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố việc chiếm thị trấn Soledar sẽ cắt đứt tuyến đường tiếp tế của Ukraine đến thành phố Bakhmut. Các trận chiến xung quanh Bakhmut và Soledar hiện vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, ở điểm nóng Soledar, cách thành phố Bakhmut chỉ vài km, cũng diễn ra hàng loạt cuộc giao tranh tàn khốc. Mới đây, trên mạng xã hội Twitter lan truyền một video ghi lại những giây phút kịch tính, trong đó các binh sĩ Ukraine chạy đua qua các con đường bị đánh bom ở thị trấn Soledar để giải cứu những người bị thương. Đoạn video trên Twitter được cho là quay từ một máy bay không người lái và hiện đang được các phương tiện truyền thông chia sẻ. Trong đoạn phim, một phương tiện sơ tán y tế đang tăng tốc về phía một tòa nhà ở Soledar, giữa lúc Nga pháo kích dữ dội, chiếc xe dừng lại, một người lính Ukraine bước ra, giơ cao chữ thập đỏ và thận trọng rẽ vào một góc tòa nhà để đón nhóm binh lính trú ẩn ở đây. Trong số đó có người bị thương. Tất cả nhanh chóng lên chiếc xe bọc thép và nó lao đi với tốc độ tối đa giữa làn đạn. Hiện không rõ đoạn video được quay vào thời điểm nào. Người đăng tải video đã lưu ý rằng các binh sĩ Ukraine đang sử dụng xe bọc thép M113 của Mỹ. Phương tiện này nặng tới 12,3 tấn và có thể đạt tốc độ tối đa 64 km/h. Thị trấn khai thác muối Soledar đang là trung tâm của các cuộc giao tranh ác liệt ở miền đông Ukraine. Trong khi các lực lượng Nga tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát thị trấn, Ukraine lại bác bỏ tuyên bố chiến thắng của Nga và nói rằng giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Trong khi đó, theo báo cáo mới đây của lực lượng vũ trang Ukraine, 5 tàu sân bay mang tên lửa hành trình Kharbet của Nga vẫn đang túc trực ở khu vực Biển Đen trong ngày 15 tháng 1. Trên bản tin quốc gia 24/7, trưởng cơ quan báo chí của Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam, bà Natalia Humeniuk cho biết, Nga đã điều 11 tàu chiến đấu đến Biển Đen, trong đó có 5 tàu mang tên lửa hành trình Kharbet. Bà Humeniuk nói rằng, nếu ngày hôm qua có 36 tên lửa ở Biển Đen, thì khoảng một nửa trong số đó đã được sử dụng trong các cuộc tấn công và rõ ràng những con tàu này vẫn đang làm nhiệm vụ chiến đấu. Chúng ta phải cảnh giác khi chúng còn được sử dụng. Hiện số lượng tên lửa của Nga trên thực tế vẫn đang được quân đội Ukraine xác định.
Một số tin tức đáng chú ý khác về xung đột Nga-Ukraine. Mới đây, tác giả Chris Ripper, người chấp bút cho quyển sách mới của Tổng thống Joe Biden, nhận định rằng nhà lãnh đạo nước Mỹ là nhân vật gần như có đủ tư cách để xử lý cuộc khủng hoảng ở Ukraine và vượt qua những thách thức giống như cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill từng làm trong Thế chiến thứ hai. Trong cuộc phỏng vấn với Newsweek, tác giả Ripper đã nói về quyển sách mới, tạm dịch là cuộc chiến của đời ông, bên trong Nhà Trắng của Joe Biden. Dự kiến, quyển sách sẽ đem lại những thông tin mới lạ về chính quyền Biden. Ông Ripper cho biết, quyển sách sẽ không tiếc lời chỉ trích các sai lầm của ông Biden, nhưng vẫn ca ngợi ngài Tổng thống vì lập trường nổi bật trước người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong cuộc chiến ở Ukraine. Ông Ripper đã chỉ ra rằng Tổng thống Biden rất nỗ lực trong việc kiềm chế lạm phát, xoay sở trước các cuộc điều tra của Đảng Cộng hòa về ông và đối mặt với vấn đề xung đột Nga-Ukraine. Ông Ripper nói rằng, khi xét đến cuộc chiến ở Đông Âu, Tổng thống Biden là người gần như duy nhất có đủ khả năng xử lý khủng hoảng ở đó. Ông ấy đã tích lũy kinh nghiệm trong nhiều năm làm chính trị và đánh giá các nhà lãnh đạo của Điện Kremlin. Tôi nghĩ rằng ông Biden biết và hiểu vấn đề hơn cả Barack Obama hay bất kỳ người tiền nhiệm nào. Tác giả quyển sách cũng nhấn mạnh rằng, ông chủ Nhà Trắng có điểm chung với cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill. Hai nhà lãnh đạo này thoạt nhìn sẽ không nhận ra điểm chung, nhưng sau khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, ngài Churchill đã vươn lên vào thời điểm đó, và Tổng thống Biden cũng vậy. Ông đã có những phản ứng đúng đắn khi cuộc chiến ở Ukraine xảy ra. Chính quyền Biden đã mạnh mẽ đứng về phía Kiev và liên tục viện trợ vũ khí để Ukraine chiến đấu chống lại Nga. Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn, tác giả Ripper cũng ca ngợi và ví Tổng thống Zelensky như Winston Churchill vì tài lãnh đạo và khả năng hùng biện rất tốt của ông ấy. Trong khi đó, cuối tuần qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng kêu gọi thực hiện các lệnh ngừng bắn cục bộ ở Ukraine. Ankara cũng cảnh báo rằng sẽ không bên nào trong xung đột ở Đông Âu có đủ sức giành chiến thắng. Sáng kiến được ông Ibrahim Kalin, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, thay mặt nhà lãnh đạo công bố trong cuộc họp báo hôm 15 tháng 1. Hiện chưa rõ những lệnh ngừng bắn này được thực hiện như thế nào khi Kiev đã từ chối đàm phán với Moscow. Cách đây khoảng 2 tuần, Nga đã đơn phương đình chiến nhân dịp lễ Giáng sinh của chính thống giáo. Giới chức Ukraine bác bỏ động thái này và gọi đó là một mánh khóe để lực lượng Nga có thời gian phục hồi. Ông Kalin nhấn mạnh, một nền hòa bình lâu dài ở Ukraine chỉ có thể đạt được thông qua một tiến trình đàm phán toàn diện giữa Nga và phương Tây. Những gì Nga muốn là được tôn trọng, nhìn nhận là một nước lớn và được đảm bảo rằng NATO sẽ không tiến sâu vào sân sau của họ. Nga muốn thế giới có một hệ thống mới mà trong đó họ được đảm bảo an ninh, vị quan chức bổ sung. Kể từ khi xung đột Đông Âu nổ ra, Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng duy trì liên lạc với Nga, đồng thời từ chối tham gia các nỗ lực trừng phạt nước này. Tổng thống Erdogan cũng nhiều lần lên tiếng chỉ trích phương Tây viện trợ vũ khí ngày một nhiều và tân tiến hơn cho Ukraine. Hiện cả Nga và Ukraine chưa bình luận về đề xuất ngừng bắn cục bộ của Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng ngày, chính phủ Anh mới đây đã bác bỏ thông tin được truyền thông đăng tải về việc nước này sẽ cung cấp cho Ukraine trực thăng chiến đấu AH-64 Apache, thông tin được Sky News đăng tải. Trong một bài báo vào tuần trước, Sunday People cho biết Anh đã gửi 4 trực thăng AH-64 Apache đến Ukraine. Tờ báo cũng nhận định rằng sự xuất hiện của loại khí tài này do Mỹ sản xuất sẽ là một yếu tố làm thay đổi cuộc chơi đối với lực lượng Ukraine, bên vừa gặp thất bại trước Nga tại thị trấn chiến lược Soledad ở Donbass. Theo Sunday People, các thành viên NATO khác cũng sẽ có động thái tương tự và chuyển giao trực thăng cho Ukraine. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Sky News, Bộ Quốc phòng Anh đã bác bỏ những thông tin trên, song cho biết London sẽ chuyển giao một phi đội gồm 14 xe tăng Tranquil 2 và khoảng 30 khẩu pháo tự hành AS-90 đến Ukraine trong những tuần tới. Gói viện trợ này được Văn phòng Thủ tướng Rishi Sunak xác nhận vào cuối tuần trước và dự kiến được Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace chính thức công bố vào ngày 16 tháng 1. Kể từ khi xung đột Đông Âu nổ ra, phương Tây chưa chuyển giao bất kỳ máy bay chiến đấu nào cho Ukraine, bất chấp những lời đề nghị được lặp đi lặp lại từ Kiev. Cũng trong ngày 15 tháng 1, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić cho biết Thủ tướng Kosovo Albin Kurti đang cố đóng vai nạn nhân, biến mình thành một Zelensky phiên bản mới. Bình luận được nhà lãnh đạo đưa ra sau cuộc gặp với Cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ Derek Chollet. Phát biểu hôm 15 tháng 1, Tổng thống Vučić một lần nữa khẳng định lập trường của Serbia, coi Kosovo là một khu vực ly khai và không thể tách rời của nước này. Ông đồng thời thừa nhận, chúng tôi đang ở trong tình huống khó khăn. Tất cả các cường quốc đã công nhận nền độc lập của Kosovo. Tổng thống Serbia lưu ý, ông Kurti của Kosovo đã không ngừng thể hiện mình là nạn nhân. Ông ấy là một Zelensky phiên bản mới và tôi là Putin nhỏ.
nhà lãnh đạo bổ sung. Thời gian qua, mối quan hệ Serbia và Kosovo liên tục bị đặt trong tình thế căng như dây đàn. Bắt đầu sau khi Pristina công bố lệnh cấm biển số xe do Belgrade cấp khi nơi này còn thuộc lãnh thổ Serbia. Mới đây nhất là vụ nổ súng ở Kosovo khiến hai thanh niên người Serbia bị thương. Nghi phạm là một người thuộc dân tộc Albania. Serbia đã đổ lỗi cho chính quyền Kosovo, gọi vụ việc là hậu quả của các chính sách thù địch mà Pristina theo đuổi. Tiếp nối chương trình là những tin tức quốc tế nổi bật khác. Tuần trước, tờ Le Monde của Pháp đã trích dẫn lời của tướng Aymeric Bonnemaison cảnh báo rằng các nước châu Âu có nguy cơ bị lộ nhiều thông tin trước hoạt động gián điệp của Mỹ. Theo tờ Le Monde, mối lo ngại này xuất hiện khi Mỹ tăng cường lực lượng không gian mạng ở nước ngoài do xung đột Nga-Ukraine. Ông Bonnemaison là người đứng đầu Bộ Tư lệnh Phòng thủ mạng của Pháp. Ông nói rằng việc Washington gia tăng hoạt động phòng thủ mạng ở châu Âu đã đặt ra nghi vấn. Vị tướng này cho rằng khi để các chuyên gia của Mỹ tiếp cận không gian mạng nhạy cảm của châu Âu, các quốc gia đang tự đặt mình vào nguy cơ gián điệp. Các đội phòng thủ mạng của Washington đã đi khá xa về mặt xâm nhập, nhưng sự hiện diện đó lại được cho là nhằm mục đích phục vụ ngoại giao. Trước bình luận của tướng Bonnemaison, Bộ Tư lệnh Không gian mạng của Mỹ cho biết một quốc gia đối tác có thể yêu cầu các nhóm không gian mạng của Washington thực hiện hoạt động săn lùng để phòng thủ nghiêm ngặt hơn ở nước sở tại. Tính đến tháng 8 năm 2022, Mỹ đã tiến hành 35 hoạt động mạng như vậy tại 18 quốc gia như Estonia, Litva, Montenegro, Bắc Macedonia và Ukraine. Bộ cũng cho biết, hồi tháng 11 năm ngoái, họ đã triển khai đội săn lùng lớn nhất từ trước đến nay để giúp Ukraine theo dõi các hoạt động độc hại. Hôm 15 tháng 1, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã báo cáo rằng nền kinh tế toàn cầu đang bị phân mảnh nghiêm trọng sau nhiều thập kỷ hội nhập. Điều này có thể sẽ khiến sản lượng kinh tế thế giới thiệt hại đến 7%. Theo IMF, tình trạng phân mảnh có thể giảm 0,2% GDP toàn cầu. Báo cáo được công bố vào ngày 15 tháng 1 cũng lưu ý rằng dòng chảy hàng hóa và nguồn vốn đã chững lại sau khủng hoảng tài chính 2008-2009. Tiếp theo đó, đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine đã làm gia tăng sự hoài nghi về lợi ích của toàn cầu hóa. Trong nhiều năm qua, hợp tác thương mại giữa các nước đã xóa bỏ đáng kể tỷ lệ đói nghèo trên toàn thế giới. Vì thế, sự phân mảnh sẽ tác động tiêu cực đến các quốc gia có thu nhập thấp. IMF cho biết, sự phân mảnh càng sâu thì chi phí càng lớn. Các quốc gia có thu nhập thấp có thể gặp rủi ro lớn khi nền kinh tế toàn cầu dần chuyển sang khu vực hóa tài chính. Đồng thời, sự phân mảnh sau nhiều thập kỷ hội nhập sẽ làm suy yếu khả năng hỗ trợ chung và việc giải quyết khủng hoảng nợ công trở nên khó khăn hơn trong tương lai. Vừa qua, Nepal đã chứng kiến thảm kịch hàng không tồi tệ nhất nước này trong vòng 3 thập kỷ qua, khi một máy bay dân sự chở 72 người bị rơi và bốc cháy ở miền trung đất nước, trong khi các hoạt động cứu nạn cứu hộ tại hiện trường vẫn đang được triển khai. Giới chức Nepal đã thông báo quốc tang tưởng niệm những nạn nhân xấu số. Theo tờ The Guardian, Thủ tướng Nepal Purpa Kamal Dahan tuyên bố ngày 16 tháng 1 là ngày quốc tang, đồng thời cho biết chính phủ đã thành lập một ủy ban đặc biệt gồm 5 người để điều tra nguyên nhân thảm kịch. Hôm 15 tháng 1, chiếc máy bay ATR-72 của hãng hàng không Yeti Airlines đã gặp nạn khi chuẩn bị đáp xuống sân bay của thị trấn Pokhara. Sau chuyến hành trình từ thủ đô Kathmandu, ông Pemba Sepa, người phát ngôn Yeti Airlines xác nhận toàn bộ 72 người trên chuyến bay đều thiệt mạng, trong đó có 11 hành khách nước ngoài đến từ Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định. Tai nạn hàng không không phải là điều hiếm xảy ra ở Nepal, quốc gia nằm trên dãy Himalaya, ngọn núi có địa hình ngoạn mục và hiểm trở nhất thế giới. Phần cuối chương trình sẽ là những thông tin xã hội văn hóa nổi bật trên thế giới. Thưa quý vị, kể từ những ngày đầu năm, thành phố Yakutsk của vùng cực Bắc Nga đã chứng kiến nhiệt độ giảm đến âm 50 độ C. Trước thời tiết băng giá hàng năm thế này, đây được mệnh danh là thành phố lạnh nhất trên trái đất. Thành phố Yakutsk nằm cách thủ đô Moscow 5.000 km về phía đông, tọa lạc trên một khu vực đóng băng viễn cửu của vùng Viễn Đông Nga. Cư dân nơi này chủ yếu sống bằng nghề khai thác mỏ và thường xuyên đối mặt với cái lạnh âm 40 độ C. Một người dân địa phương chia sẻ với Reuters trong khi cô đang mặc những lớp quần dày cộm. Bạn không thể chống lại cái lạnh. Điều duy nhất có thể làm là tự điều chỉnh và mặc thêm quần áo cho phù hợp. Đôi khi bạn không cảm thấy lạnh ở đây đâu. Có thể bộ não đã chuẩn bị cho điều đó và nói với bạn rằng mọi thứ vẫn bình thường. Trong khi đó, một chủ cửa hàng bán cá đông lạnh hài hước chia sẻ rằng cô có thể bán mà không cần phải đông lạnh cá. Hôm nay rất lạnh, tôi nghĩ là khoảng âm 51 độ C, nhưng nhờ có khách đến mua hàng mà tôi có di chuyển qua lại và khởi động. Chúng tôi chỉ cần mặc ấm, trong lớp áo chúng tôi trông giống như bắp cải.
Hôm Chủ nhật ngày 15 tháng 1, những người dân London đã tham gia lễ hội ẩm thực được tổ chức trên đường Camden. Tại đây, đa số mọi người đã bày tỏ sự hào hứng khi chính phủ Anh ban hành lệnh cấm sử dụng các vật dụng ăn uống làm bằng nhựa. Chính phủ Vương quốc Anh đưa ra lệnh cấm sau khi tham vấn ý kiến cộng đồng. Trong đó, 95% người dân đều ủng hộ việc ngăn chặn sử dụng đồ nhựa. Quyết định bãi bỏ đồ nhựa sẽ chính thức có hiệu lực vào tháng 10 năm nay. Nhà lập pháp Rebecca Paul cho biết chính phủ đang xem xét cấm các mặt hàng có vấn đề khác như khăn ướt và đầu lọc thuốc lá. Chúng tôi sẽ đưa ra lệnh cấm toàn bộ đồ nhựa sử dụng một lần vào tháng 10 năm nay. Đĩa, dao kéo, cốc và hộp bằng nhựa đều bị cấm. Toàn bộ những thứ mà chúng ta thường vứt bừa bãi, về cơ bản là có vấn đề. Tôi sẽ thích hơn nếu chính phủ thực hiện những thay đổi mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ môi trường. Mọi thứ cần được nhân rộng ở quy mô thật lớn. Hầu hết các loại nhựa đều vẫn còn nguyên vẹn trong nhiều thập kỷ và gây hại cho đại dương, sông ngòi và đất đai khi phải hứng chịu hàng triệu tấn rác thải mỗi năm. Liên Hợp Quốc cho biết việc sử dụng quá nhiều nhựa dùng một lần trong nhiều thập kỷ đã gây ra thảm họa môi trường toàn cầu. Chính phủ Anh báo cáo quốc gia này sử dụng 2,7 tỷ mặt hàng nhựa mỗi năm, trong đó có 721 triệu chiếc đĩa nhựa dùng một lần, nhưng chỉ 10% được tái chế. Cũng trong ngày 15 tháng 1, các con đường của làng Koshevo của Bulgaria đã vô cùng nhộn nhịp với lễ hội mặt nạ dân gian truyền thống lớn nhất nước này và khu vực Ban Căng. Đây được gọi là Shuva. Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu lễ hội này qua những hình ảnh đặc sắc sau đây. Mặc những trang phục đỏ, đeo mặt nạ khổng lồ và thắt lưng có gắn những chiếc chuông đồng lớn, những vũ công nhảy múa diễu hành qua các con đường trong khu vực. Theo quan niệm của người dân địa phương, những tiếng chuông lanh canh sẽ giúp xua đuổi tà ma, bệnh tật và mang đến mùa màng bội thu trong năm mới. Georgi Ivanov, 29 tuổi, sinh ra ở làng Kosarevo và hiện sống tại thành phố Pernik gần đó, bày tỏ sự phấn khích khi tham gia lễ hội. Tôi cảm thấy như thể có một nguồn năng lượng tươi mới đang chảy trong huyết quản của mình. Tôi cảm thấy mình như biến thành một con người khác. Người đàn ông chia sẻ thêm, anh cũng đã may cho con gái anh một bộ trang phục tương tự với những chiếc chuông kể từ khi cô bé chào đời. Lễ hội Shuva có từ thời Thracia, thường được tổ chức vào tháng 1 hàng năm và kéo dài trong 2 ngày với các nghi lễ pha trộn giữa Cơ Đốc giáo và Pagan giáo. Trong khi đó, ở châu Âu, các lễ hội cũng rộn ràng diễn ra. Nổi bật trong số đó là hội chợ lồng đèn lớn nhất thành phố Thẩm Dương, Đông Bắc, Trung Quốc. Hội chợ lồng đèn Thịnh Kinh có diện tích hơn 20.000 m² với hơn 70 công trình chiếu sáng cả bầu trời đêm Thẩm Dương, trở thành điểm thu hút du khách trong và ngoài nước. Đến với sự kiện này, khách tham quan sẽ bị choáng ngợp bởi màn trình diễn thành phố trên bầu trời được tạo nên bởi dãy lồng đèn dài 28 m treo lơ lửng trên độ cao 14 m. Hay những công trình mô phỏng các nhân vật đặc trưng trong thần thoại Trung Quốc. Lượng khách năm nay được kỳ vọng sẽ tăng cao khi đây là lần đầu tiên sau 3 năm các hạn chế COVID-19 được nới lỏng. Hội chợ lồng đèn Thịnh Kinh đã được tổ chức hơn 10 năm là một phần của lễ hội mùa xuân của người Trung Quốc. Đối với người dân ở phía Bắc đất nước tỷ dân này, tham quan hội chợ lồng đèn và giải câu đố là những hoạt động truyền thống tạo cơ hội cho các thành viên trong gia đình bên nhau trong dịp này. Cũng trong cuối tuần qua, hàng triệu người theo đạo Hindu trên khắp Sri Lanka đã đến các đền thờ tham gia lễ hội thu hoạch truyền thống để tôn vinh vị thần mặt trời Surya cũng như đánh dấu một khởi đầu mới. Có tên là Makan Sankranti, lễ hội được tổ chức vào ngày 15 tháng 1 hàng năm, được xem là một trong những ngày tốt lành nhất theo lịch của người Hindu. Đây là thời điểm mặt trời dịch chuyển từ cung Nhân Mã sang Market và cũng là ngày đông chí ở bán cầu Bắc. Trong lễ hội, các tín đồ sẽ thực hiện các nghi thức truyền thống, trong đó việc tắm sông được coi là quan trọng nhất. Họ cho rằng sự dịch chuyển của mặt trời sang cung hoàng đạo mới sẽ mang lại cho họ nhiều may mắn. Ở châu Phi hôm 15 tháng 1, hàng loạt ngôi sao của châu Phi đã đến thủ đô Dakar của Senegal để tham dự lễ trao giải thưởng âm nhạc toàn châu Phi lần thứ 8 nhằm vinh danh những nghệ sĩ xuất sắc nhất lục địa này. Xuất hiện tại lễ trao giải thưởng có các gương mặt nổi bật như nhạc trưởng người Senegal Yosu Eno, các nghệ sĩ P-Square và Tiwa Service đến từ Nigeria, hay ca sĩ Esprit La Tigrette của Gabon. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Giải thưởng âm nhạc toàn châu Phi, Miller Dada chia sẻ, hôm nay đánh dấu một sự kiện đáng nhớ đối với nền âm nhạc châu Phi. Chúng tôi tự hào về cách mà các nghệ sĩ của lục địa đã làm để khẳng định vị thế của mình ở thị trường trong nước, khu vực và quốc tế. Gần đây, cộng đồng toàn cầu ngày càng dành nhiều sự quan tâm đối với âm nhạc châu Phi. Tháng 6 năm ngoái, Universal Music Group ra mắt một công ty con chuyên quản lý các nghệ sĩ châu Phi, cũng như hỗ trợ các công ty giải trí ở châu Phi muốn gia nhập thị trường Mỹ.
Trong khi đó, các nền tảng phát hành âm nhạc khác, bao gồm cả Spotify, đã mở rộng dịch vụ của họ cho các nghệ sĩ ở lục địa đen. Cùng đến với những chuyển động thể thao quốc tế, và đêm qua theo giờ Việt Nam, trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha đã diễn ra giữa Barcelona và Real Madrid với sự tỏa sáng của loạt sao như Gavi, Pedri hay Lewandowski. Barcelona đã thắng dễ kịch địch lên ngôi vô địch. Ở vòng bán kết, Real Madrid giành chiến thắng trước Valencia, trong khi Barcelona đánh bại Real Betis trên chấm luân lưu để đưa trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha trở thành màn so tài kinh điển của bóng đá xứ sở bỏ tót. Tuy nhiên, kịch bản trận siêu kinh điển được tổ chức tại Ả Rập Xê Út này lại quá dễ dàng cho Barcelona. Ngay từ phút thứ 33, lưới của Real Madrid đã rung lên sau khi tiền vệ trẻ Gavi tận dụng tốt sai lầm để mất bóng của đối thủ. Sau đó, đoàn quân của huấn luyện viên Xavi Hernandez tiếp tục làm thủng lưới đối thủ ở phút 45 và 69, lần lượt do Lewandowski và Pedri lập công. Đến những phút bù giờ cuối của hiệp 2, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mới có bàn thắng danh dự của Karim Benjamin. Thắng chung cuộc 3-1, Barcelona có chức vô địch siêu cúp Tây Ban Nha đầu tiên kể từ năm 2018, là thứ 14 trong lịch sử câu lạc bộ. Barca hiện cũng là đội bóng nắm giữ số lần kỷ lục vô địch siêu cúp. Cũng ở Tây Ban Nha, cuộc đua du thuyền vòng quanh thế giới đã trở lại thành phố biển Alicante vào ngày 15 tháng 1. Đây là lần thứ tư cuộc thi được tổ chức. Cuộc đua du thuyền vòng quanh thế giới 2023 sẽ có 7 chặng đua, với chặng đua đầu tại thành phố Alicante của Tây Ban Nha và chặng cuối cùng ở thành phố cảng Genoa của Italy, sau khi đi qua các thành phố lớn khác như Cape Town, Nam Phi, Itajaí, Brazil, Newport, Mỹ, Aarhus, Đan Mạch và Den Haag, Hà Lan. Các đội khởi hành từ Alicante trong hôm nay tới quốc đảo Cape Verde cho chặng đầu tiên của cuộc đua vòng quanh thế giới kéo dài 6 tháng này. Khi các tuyển thủ đi vòng quanh thế giới, họ sẽ đến vùng biển phía Nam, nơi có những cơn bão và sóng lớn. Thật ra đã có dự báo gió lớn khi họ rời Địa Trung Hải và tiến vào Đại Tây Dương. Những cột sóng có thể cao từ 4 đến 5 mét. Vì vậy, đó cũng giống như là lễ rửa tội để bắt đầu cuộc đua. Năm nay, tổng cộng 11 đội du thuyền thi đấu, trong đó có 5 tuyển thủ thi đấu ở bảng du thuyền Imoca 60 và 6 người còn lại tranh đua ở bảng du thuyền Volvo Ocean 65. Tất cả tuyển thủ đã ra khơi để bắt đầu chặng đua đầu tiên dài 3.700 km đi đến quốc đảo Cape Verde thuộc châu Phi. Thưa quý vị, vừa qua, tập đoàn khách sạn Accor nổi tiếng của Pháp đã cho ra mắt siêu du thuyền sang trọng nhất thế giới, Orient Express Sicilia. Đây là lần đầu tiên sau 140 năm tập đoàn này cho ra đời một chiếc du thuyền để mở rộng hoạt động du lịch trên biển. Theo Accor, Orient Express Silencia sẽ ra khơi vào mùa xuân năm 2026. Con tàu này dài 220 mét, lấy cảm hứng từ thời kỳ hoàng kim của vùng Duyên Hải Pháp và sẽ là du thuyền buồm lớn nhất thế giới khi hạ thủy. Với sức chứa lên tới 120 hành khách, Orient Express Silencia sẽ có 54 dãy phòng, bao gồm phòng tổng thống, rộng 1.415 m², có 2 bể bơi, 2 nhà hàng và 1 quầy bar. Với Orient Express Silencia, chúng tôi đang bắt đầu một chương mới trong lịch sử tập đoàn, tận dụng trải nghiệm và sự tuyệt vời của du lịch sang trọng để đưa du khách đến những vùng biển đẹp nhất trên thế giới. Sebastian Brazin, chủ tịch của Accor, chia sẻ, chiếc du thuyền đặc biệt này sẽ cung cấp dịch vụ tuyệt vời và không gian thiết kế tinh tế, gợi nhớ đến thời kỳ hoàng kim của những chuyến du thuyền thần thoại. Hiện tại không có lịch trình nào được lên sẵn để khách hàng có thể đặt trước. Hãng du thuyền chỉ cho biết, con tàu sẽ đến các vùng biển Địa Trung Hải vào mùa hè và vùng biển Caribe vào mùa đông với những chuyến khám phá kho tàng văn hóa. Cuối cùng, hãy đến thị trấn Beit Lahia ở Gaza để gặp gỡ một người đàn ông đặc biệt, được biết đến với biệt danh người làm báo, với bộ sưu tập đồ sộ gồm 25.000 tờ nhật báo. Như mọi ngày, cuộc sống của ông Talataha bắt đầu từ sau bình minh. Ông dò đài phát thanh Ả Rập, Israel và quốc tế để cập nhật tin tức. Trong khi chờ 4 nhật báo gồm Al-Quds, Al-Ayan, Al-Nahar và Filatin được giao đến trước cửa nhà. Ông viết tên, số điện thoại và địa chỉ nhà của bản thân trên mỗi tờ báo rồi mới đọc chúng. Sau khi đọc xong, ông sẽ mang chúng lên Gazette. Cầm tờ báo trên tay, đó là một cảm giác sướng khó tả. Nó hoàn toàn khác với việc xem tin tức qua màn hình điện thoại. Ông Talataha chia sẻ với Reuters. Người đàn ông 73 tuổi nói rằng, ông đã bắt đầu thu thập những tờ báo từ những năm 1970,
khi mối quan hệ Israel và Ai Cập trải qua nhiều biến động, từ cuộc chiến năm 1973 đến Hiệp định Hòa bình năm 1979. Đối với ông Taha, báo chí mang tính chất lịch sử và vô giá. Ông cho biết ông lưu giữ những tờ báo để các thế hệ sau nhận thức được giá trị của chúng. Ở Gaza, nơi người Palestine sinh sống, gần một nửa, 2,3 triệu dân là trẻ em. Nabil Bakr, người làm nghề giao báo hơn 20 năm, cho biết hiện nay phần lớn người dân tại đây cập nhật tin tức bằng hình thức trực tuyến. Mọi người đều có điện thoại di động và Internet. Số người đăng ký giao báo giấy đã giảm từ 400 xuống 100, người này chia sẻ. Ngoài bộ sưu tập nhật báo, ông Taha còn đang lưu giữ hơn 3.000 thiệp cưới và cuốn nhật ký ghi thông tin về những người đã qua đời trong thị trấn. Và câu chuyện về người đàn ông Palestine với bộ sưu tập đồ sộ những tờ báo vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.